bạn đến sân bóng Sportlet theo dõi trận đấu trong khổ giải bóng đá Nhân dân Online Serie B 1 vòng đấu thứ 3 giữa hai đội bóng Nhân dân Bộ Đức và Quốc Hưng. Đội Quốc Hưng ra sân trong trang phục áo xanh quần xanh tất xanh, đội Nhân dân Bộ Đức ra sân trong trang phục áo vàng quần vàng tất trắng. Có trọng tài điều khiển trận đấu gặp có trọng tài thứ nhất Nguyễn Hiền Phúc, trọng tài thứ hai Lê Thanh Hùng. Chết chưa là đúng rồi. Rồi đó. Đây vô. Đây là đây. Rồi cái bỏ rồi.
Hơi hơi ngã em.
Trời ơi!
đá gì quá, anh đá chậm lại.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quá chạy chỗ kia.
dưới cho tôi. Đó nè. Okay.
mới trả nhiều. Dùng trả nhiều. Rồi lên lên xa đó. Được xa đó. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.